cạn rồi. Ôi dồi. Con chó. Dạ con làm khô ăn cũng có lý thế kìa. Khô, chả khô không được. Ừ. Cái đó gọi là chả ăn được à. Béo không? Béo không ạ? À? Ôi dồi. Nó bự đó. Nước rồng mau thấy ghê, mới đó lòi bãi. Thân sau này nó còn ụt hì hì nữa.